chào tất cả mọi người ha. Thì tiếp tục mình lại nhận con SH2017 ha. Sau khoảng thời gian lâu rồi chạy không có nâng cấp phần mềm với vệ sinh ba cái hộp ga bồn đốt đồ thì xe nó chạy gạch hay yếu ha. Thì khách có nhu cầu thì mình có tư vấn với khách hàng là vệ sinh mấy cái bồn đốt kim phun lọc gió gì đó, hồi mình sẽ kiểm tra và mình nâng cấp phần mềm lên cho nó. Đây là SH2017 ha mọi người ha. Đó thì những dòng xe ga thì đa số mà mình đi lâu rồi á, mình đi khoảng vài năm rồi á, thì trong cái bên trong ECM của nó đó nó không được tốt, thì khách có nhu cầu thì cứ ghé lại xe nên nâng cấp lên đó, thì xe nó sẽ cải thiện đáng kể ha. Nhất là những cái quãng ga mà 50-60 nó chạy rất là mượt nha mọi người đó, rất là mượt luôn. Thì xe này một hồi nữa là mình sẽ xong xuôi mình sẽ vệ sinh bồn đốt luôn cho khách luôn, thì nó đã quá, nó quá dơ rồi, bụi bặm rồi rất khủng khiếp. Vệ sinh bồn đốt rồi coi lọc gió thay nhất số nhất máy luôn đó. Thì cái này thì nó mới vừa cập nhật thôi nha mọi người, cái này vừa cập nhật thôi đó. Như là vi sành nè, ly 125, nói chung 125, 110 gì đó, nó dung là dòng các dòng xe ga là đa số là bây giờ là đã nâng cấp phần mềm mà mở tua cho nó đã được rồi. Thì nếu mà nữ thì mình cho nó lên mức nhẹ nhẹ thôi, ví dụ 3%, 4%, 5% gì đó. Còn những tuổi trẻ thì họ thích thì mình mở cao thì cao, nhưng mà với cái mức mà 12 năm á, thì cũng không khuyến khích lắm, tại vì cái mức 12 năm á, lên nó hơi bị ré, nó hơi nguy hiểm. Thì khi nào mà mở ra anh em đi cặp là so đầu khác á, là so spot khác á, thì tốt hơn đó. Đó. Mọi người chờ cái này thì nó hơi lâu, nó khoảng một phút mấy mọi người. Thì khi mà mình làm thì trên đây nó có hiện lên tên xe nha mọi người, SH219, K29K này là Mach-E nha mọi người. Đây là khóa Mach-E thông minh. Xe này thì cũng tính ra là 2017 này, 2021 mà mọi người. 4 năm mà mọi người, 4 năm rồi chưa có nâng cấp cái phần mềm cho ECM lên. Thì bây giờ sẵn mình vệ sinh ba cái đó thì mình tư vấn cho khách để nâng cái này lên luôn ha. Rồi chào mọi người ha. Thì khi mình nâng lên cái nâng cấp này lên đó là xe nó sẽ được cái gì thì mình cũng nói luôn. Cũng có nhiều cái nguyên nhân ha. Thứ nhất, nếu mà xe mà đi lâu rồi đó, chạy hợp giật á, thì không phải là anh em cứ nâng là chạy lên đâu ha. Thứ nhất là anh em phải kiểm tra là mấy cái buri chụp buri coi nó còn tốt hay không đó, kim phun mấy họng ga lọc gió rồi ha. Thì khi mình nâng cấp thì mình tư vấn cho khách luôn, mình làm luôn những cái dịch vụ kia là vệ sinh bồn đốt, họng ga, kim phun, kiểm tra buri lọc gió, nó dơ quá thì mình làm luôn. Rồi những cái đó khi mà nó ok, nó tốt thì mình nâng cấp lên, xe nó sẽ đạt hiệu quả hơn, kèm với cái vệ sinh nồi ha mọi người ha. Thì tùy nhu cầu khách hàng mình cứ tư vấn là mỗi cái như vậy là bao nhiêu tiền, thì khách có nhu cầu thì mình làm luôn, còn không có thì tạm thời cứ nâng cấp lên, rồi họ có nhu cầu làm cái gì mình nhận là cái đó thôi. Mình cứ tư vấn họ làm thì làm đó, họ làm thì mình có việc mình làm thôi, chứ còn giá cả thì tùy mỗi dùng thôi mọi người ha. Ở đây là mình làm giá cả yêu thương thôi đó, khách hàng là có nhu cầu cứ chạy xuống. Cái dòng xe ga ha, đa số là cái dòng xe ga bây giờ đã nâng cấp mở tua được rồi, thì cái này nó hơi lâu nha mọi người. Khi mà nâng cấp lên á, cái hôm qua mình test một chiếc là mình chạy ở, mình giữ ga ở mức 60 á mọi người, nó hơi gợn xíu, nhưng khi mà mình nạp lên á, mình nạp phần mềm á, thì nó cải thiện cũng được 70-80% mọi người. Cái cảm giác như là cái dãy nó đang bị thiếu xăng á, giờ nó nạp lên rồi nó lướt qua luôn mọi người. Nhưng mà khi nó qua luôn cái mức đó, lúc đó mình lên 80-90 thì xe nó đã vượt lên cái dãy đó rồi, nên cái cảm giác nó không còn mọi người. Nó vẫn còn nhẹ chứ không phải là bức luôn nha mọi người, nó không phải là thần thánh gì hết, nhưng mà nó vượt qua được cái đó, mình cảm giác mình giảm, nó giảm được khoảng 5-60%. Thì cái này là do là cái máy họ lập trình vậy thôi, còn như những anh em mà làm những cái map rời thì tất nhiên là mình nghĩ nó sẽ ok hơn, tại vì cái đó mình tự điều chỉnh được từ ở các giải vòng tua, mình có thể thêm xăng, thêm gió, thêm lửa gì đó, chỗ nào thiếu thì mình bù vô, chỗ nào dư thì mình cắt bớt đó. Thì cái map mà trên máy tính dyno thì nó ok hơn rồi đó. Nhưng mà tại vì mình thì làm xe zin, mình không có làm xe độ, nên mình cũng không có cái nhu cầu là map cái rề trên máy tính nha mọi người. Đa số thì hôm giờ mình lấy máy xe mà tôi làm cho nhanh, mình làm xe zin đâu à. Cái này thì hơi lâu mọi người ạ. Thì một chút nữa mình sẽ nhận
mấy con Vision và Vario. Thì sẵn cũng nói với mọi người luôn ha, thì cái công việc của mình thì sửa xe thì đa số mình làm thì mình hay đăng lên Facebook đó, mình hay đăng có thể một ngày đăng 2-3 bài. Thì đó, thứ nhất là mình cũng quảng bá thương hiệu và cũng cho biết khách biết là mình đã làm cái gì xe của người ta. Còn những anh em nào thấy mà đăng nhiều, nếu mà thấy khó chịu thì ẩn bớt đó, có thể là bớt thấy bài viết của Mẫn Tư Ga hơn đó, thì nó cũng như vậy. Cái này là tại công việc của mình bắt buộc mình phải làm thôi mọi người ha, chứ cũng không phải là một ngày đăng 3-4 bài lên để làm cái gì, chả phải câu view câu like hay gì hết. Quay lên cho mọi người là thứ nhất để cho khách biết à, xe đó mình đang làm cho người ta, mình đang làm cái gì, có video gì vậy đó, họ là họ coi họ thấy rồi ok. Tại vì mình làm xe không có chủ ở đây mọi người, tại mình đa số là anh em thấy là giờ cái chục chiếc ở đây không có một người khách ngồi đây luôn, bỏ xe đây xong rồi đi về đó, thì mình làm thì mình đa số thì mình quay mình đăng. Còn anh em nào thấy mà thấy đăng nhiều quá thấy nó hơi khó thì có thể là ẩn bớt bài viết. Mọi người chờ xíu ha. Chào anh em ha, đang làm đây không có tiện thể chào hỏi mọi người. Rồi ok ha, giờ là qua mất 10.000 rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình nhấp lên cái cảm giác mà cái giải khoảng mà từ 20 lên là mình thấy là nó lướt qua luôn. Nó không còn bị hụp ở cái ga đầu nữa. Rồi xe của em thì anh đã nạp dữ liệu xong rồi ha, giờ anh vệ sinh mấy cái hồng ga bùn đốt, thì đây, xe thì nó dơ tới mức độ như vậy nè mọi người. Đó thì những cái xe mà khách hàng như vậy mình vô mình tư vấn cho họ, sẵn mình nâng cấp phần mềm gì đó rồi mình vệ sinh bùn đốt luôn, nhắc nhau thì hồi coi sao. Rồi chào mọi người ha, chào anh em, chào tất cả mọi người.